Về già tuyệt đối cấm ăn cơm với hai loại rau này vì cực độc, ăn vào thọ non. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường được khuyên nên ăn nhiều rau xanh vì nó không chỉ có hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào mà còn rất giàu chất xơ. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng tốt cho cơ thể. Thậm chí nếu tiêu thụ sai khoa học, sai đối tượng hay chế biến sai cách thì chúng sẽ ngay lập tức trở thành liều thuốc độc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người. Theo dõi video sau đây để bỏ ngay trước khi quá muộn. Thứ nhất là dưa chua. Loại rau được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào danh sách đen gây ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, đã có nhiều nghiên cứu khẳng định mối quan hệ giữa việc tiêu thụ các loại thực phẩm ướp muối và nguy cơ ung thư. Họ phân tích rằng bệnh ung thư dạ dày vẫn luôn là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori tưởng chừng là nguyên nhân chính gây nên loại ung thư này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nguyên nhân cho thấy chế độ ăn uống sai lầm mới là căn nguyên của căn bệnh này. Trong đó, WHO nhận ra khi một người càng tiêu thụ nhiều thực phẩm muối bảo quản truyền thống như dưa chua, thịt muối thì càng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Thậm chí đã từng có nghiên cứu khẳng định việc sử dụng nhiều các món ăn ướp muối như dưa chua có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày tái tràng, từ đó tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Do đó phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tăng sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori. Như vậy, có thể thấy rau xanh, thực phẩm vốn được coi là lành mạnh bậc nhất cũng có thể biến thành nguy cơ gây ung thư nếu chúng ta tiêu thụ phản khoa học. Để rau xanh phát huy đúng tác dụng thì các gia đình nên đảm bảo nguồn rau sạch, không có vi khuẩn, người bệnh và các loại hóa chất độc hại. Phương pháp chế biến rau tốt nhất là hấp luộc, thời gian ăn rau không vượt quá 4 tiếng sau khi nấu. Thứ hai, rau để qua đêm chứa chất gây ung thư cực nguy hiểm. Người Việt vẫn thường quan niệm cơm không rau như đau không thuốc. Vì vậy, trong mâm cơm gia đình hay tiệc tùng nhất định không thể thiếu một đĩa rau. Để tiết kiệm, nhiều người giữ lại rau cho bữa ăn sáng ngày hôm sau, nhưng thói quen này rất nguy hiểm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, các loại rau như súp lơ, rau bì na, rau cải thìa, bông cải xanh, củ cải, cà rốt, cần tây chứa nhiều hydrat hơn các loại rau khác. Những loại rau này nếu được để qua đêm, sau đó hâm nóng lại, có thể trở nên độc hại, giải phóng các đặc tính gây ung thư. Trong đó, rau bì na là loại rau nguy hiểm nhất. Rau bì na có chứa lượng sắt cao, do đó việc đun và hâm nóng rau bì na có thể làm oxy hóa chất sắt có trong rau bì na. Quá trình oxy hóa sắt tạo ra các gốc tự do nguy hiểm được biết đến là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, bao gồm như vô sinh và ung thư. Ngoài hai loại rau cực hại kể trên, thì mọi người cũng cần cẩn trọng trong việc sử dụng các loại rau sau, bởi vì chúng cũng được chứng minh là có chứa các chất độc hại, không tốt cho sức khỏe của bạn chút nào. Vì thế nên hãy hạn chế ăn hoặc không ăn thì càng tốt. Năm loại rau chứa chất độc cần hạn chế ăn. Thứ nhất, giá đỗ không có rễ. Trên thị trường có rất nhiều loại giá đỗ không có rễ trông rất hấp dẫn. Thế nhưng thực chất, đây là loại giá đỗ có hóa chất tăng trưởng lớn lên. Nhiều thuốc kích thích trong những hóa chất này đọng lại trong cơ thể, phá hủy gan, gây ung thư gan. Vì thế, chúng ta cũng nên tuyệt đối tránh xa loại thực phẩm này. Thứ hai là cà chua xanh. Cà chua xanh có chứa acolyte. Chất này không chỉ gây ngộ độc thực phẩm mà còn có thể đe dọa tính mạng nếu chúng ta ăn nhiều. Ngoài rau xanh thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khuyến cáo mọi người là nên thêm một số món có thể giảm nguy cơ ung thư, bao gồm các loại thực phẩm như cải bó xôi, đậu lăng, bông cải xanh, măng tây, trứng ngũ cốc, các món chứa nhiều canxi như là đậu phụ, quả sung, bột yến mạch, cải xoăn, bông cải xanh, cam. Thứ ba là bí đỏ để lâu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bí đỏ có hàm lượng đường cao, vì vậy khi chúng ta để càng lâu thì càng dễ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí lên men. Quá trình này khiến bí đỏ bị biến chất và gây hại cho gan, làm tăng nguy cơ bị ung thư gan.
Thứ tư, khoai tây mọc mầm. Nhiều gia đình thường xuyên có thói quen mua khoai tây về ăn dần. Tuy nhiên, bạn không nên để quá lâu, vì nếu củ khoai tây mọc mầm thì sẽ sản sinh ra chất độc hại. Bởi trong củ khoai tây mọc mầm có chứa nhiều solanin. Đây là một chất cực độc và có thể gây ngộ độc chết người. Ngay cả khi chúng ta loại bỏ hết các mầm trên củ khoai rồi, thì solanin vẫn còn trong củ khoai tây. Sau khi ăn chất độc này thì sẽ ở gan để chờ phân hủy, làm tăng gánh nặng cho gan, từ đó làm tăng nguy cơ bị ung thư gan. Thứ năm là rau bảo quản lâu ngày. Trên thực tế thì rất nhiều gia đình vì bận rộn nên có thói quen mua nhiều thực phẩm rồi dự trữ trong tủ lạnh, và đây là một thói quen cực kỳ hại cho sức khỏe. Bởi theo các chuyên gia, sau khi được bảo quản trong tủ lạnh quá lâu thì ngay cả khi bề mặt không có sự hư hỏng rõ ràng thì nó sẽ bị thối rữa, gây mất chất và sản sinh độc tố gây hại. Đặc biệt là phải kể đến các loại rau như là rau bina, củ cải, rau diếp. Sau khi các loại rau này bị thối nhẹ thì nitrat trong rau sẽ trở thành lichit. Nếu ăn phải thì bạn có thể bị các triệu chứng ngộ độc như là đau đầu, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Quý vị thân mến, húng quế là một loại gia vị thường được sử dụng phổ biến trong các món ăn hàng ngày. Không chỉ giúp tăng hương vị, thơm ngon cho các món ăn, húng quế còn được xem là loại rau thơm, loại thảo dược quý mang nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, với nhiều công dụng chữa bệnh thần kỳ mà nhiều người chưa biết. Nhờ chứa lượng lớn tinh dầu và nhiều thành phần hóa học, dược liệu khác nhau, húng quế có tác dụng giảm căng thẳng, lo âu, chống nhiễm trùng và tăng cường sinh lực cho cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn giúp trị cảm lạnh, nhiễm trùng, vết rắn cắn và côn trùng cắn. Nhiều người sau khi sử dụng còn cho rằng thì một ngọn rau húng quế mỗi ngày bằng uống 15 viên kháng sinh không tác dụng phụ. Vậy rau húng quế có những công dụng chữa bệnh thần kỳ nào mà được ca ngợi như vậy? Và những gì cần lưu ý khi sử dụng húng quế để không gây hại cho sức khỏe, tránh rước họa vào thân? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong phần 2 của chương trình nhé! Húng quế là một loại thảo dược họ bạc hà, có vị cay, tính nóng, được dùng làm gia vị cho các món ăn và cũng mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Một số người còn dùng nước cây húng quế để súc miệng. Ngoài ra thì húng quế còn được dùng để trị bệnh hiệu quả trong các trường hợp sau. Thứ nhất, hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp. Các bệnh như cúm, cảm lạnh, ho gà, viêm phế quản sẽ dễ dàng bị đẩy lùi nhờ tinh dầu húng quế. Vậy rau húng quế có tác dụng gì cho đường hô hấp? Chính là vị cay và tính nóng của húng quế có thể làm long đờm, chống ho và điều chỉnh khả năng miễn dịch cực kỳ tốt. Bạn có thể cho húng quế cùng một chút muối vào nước ấm rồi súc miệng bằng nước này mỗi ngày để nhanh chóng giảm ho. Thứ hai là tăng cường hệ miễn dịch. Húng quế là một loại rau gia vị rất thông dụng, rất tốt cho sức khỏe, thường được sử dụng để ăn kèm với các món ăn khác. Trong lá húng quế có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và giàu dinh dưỡng. Nếu bạn dùng húng quế để ăn sống thì có thể tăng khả năng miễn dịch của cơ thể lên tới 20%. Nếu bạn dùng rau húng quế chung với mật ong chiết xuất tự nhiên, không pha tạp chất thì nó còn giúp bạn giảm bớt mệt mỏi nữa đấy. Thứ ba là ngăn ngừa ung thư. Với khả năng ức chế sinh sôi của tế bào ung thư bạch cầu, loại bỏ các dịch mật thừa tác động lên tế bào ruột, thì húng quế là loại thực phẩm ngăn ngừa được nhiều bệnh ung thư nguy hiểm. Thứ tư là tốt cho tim mạch. Hợp chất chống oxy hóa có trong rau húng quế sẽ bảo vệ tim bằng cách giảm lượng cholesterol trong cơ thể và kiểm soát mức huyết áp. Mỗi ngày ăn một vài lá húng quế sẽ cải thiện được các bệnh như động mạch vành và cao huyết áp. Thứ năm, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Không chỉ chứa nhiều chất chống oxy hóa, húng quế còn giúp sản xuất ra các chất như California, Zunin và Methionine. Đây là những chất có tác dụng giúp các tế bào dự trữ IS, insulin, hoạt động bình thường. Nhờ vậy, có thể tăng khả năng nhạy cảm với insulin và điều trị tiểu đường hiệu quả. Thứ sáu là chữa bệnh sỏi thận. Chính vì có tác dụng lợi tiểu nên húng quế sẽ giúp thận khử các chất độc. Chúng làm giảm các axit uric trong máu và làm sạch thận. Để tác dụng của rau húng quế có thể phát huy tối đa khi chữa bệnh sỏi thận, thì bạn nên uống nước lá húng quế với mật ong mỗi ngày liên tục trong 6 tháng. Hỗn hợp này sẽ làm phân hủy sỏi trong thận và đào thải chúng ra ngoài. Thứ bảy, giảm đau đầu, chống trầm cảm. Húng quế có tác dụng rất tốt trong việc giảm đau đầu và các vấn đề do áp lực tâm lý gây ra như là trầm cảm tiền đình,
bởi lẽ là nó có thể làm dịu thần kinh và điều chỉnh khả năng tuần hoàn máu, giúp loại bỏ các căng thẳng. Bạn có thể xông hơi bằng tinh dầu húng quế thường xuyên để giảm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đồng thời là giúp bạn cảm thấy sảng khoái và rất nhẹ nhõm. Thứ 8 là điều trị sâu răng và hơi thở có mùi. Vốn là rau thơm, họ nhà bạc hà, nên húng quế còn có khả năng ngăn ngừa sâu răng, làm sạch khoang miệng và giúp hơi thở luôn thơm tho. Chỉ cần nhai lá húng quế hoặc súc miệng bằng nước húng quế hàng ngày là bạn không cần phải lo lắng về vấn đề hơi thở nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!